Đây là ăn dao nha. Hôm nay cái semi lót này là 4 ly. Ngoài ra nó có cái semi lót này là 6 ly. Đó. Dao mà đắp cho này là để nó gia công những cái, ví dụ như cái này đi, mấy cái rãnh nhỏ xíu này, nó yêu cầu ví dụ như dao 1 ly, dao cầu 1 ly, nó phải đi vô mấy cái chỗ nhỏ như thế này. Đây là dao cầu 1 ly. Cầu 2 ly. Đó. Còn này dao phay ngón 2 ly. Nói chung con dao này là chỉ đắp những cái con dao nhỏ xíu. Nó nhỏ xíu đến nỗi như con này là dao cầu 0.5. 0.5 thì góc đường bán kính của nó là 0.25. con dao này cũng lắp cả con dao điêu khắc. Khi lắp cái này quay đâu lắp lắp con dao điêu khắc đi. Khi mình xoay nghe một cái cạch, nghe một cách thứ hai là ok. Thay vô thay cái này, ví dụ như vậy. Ok. Đây là ăn dao nha. Hôm nay cái semi lót này là 4 ly. Ngoài ra nó có cái semi lót này là 6 ly. Dao mà đắp cho này là để nó gia công những cái, ví dụ như cái này đi. Mấy cái rãnh nhỏ xíu này, nó yêu cầu ví dụ như dao 1 ly, dao cầu 1 ly, nó phải đi vô mấy cái chỗ nhỏ như thế này. Đây là dao cầu 1 ly. Cầu 2 ly. Đó. Còn này dao phay ngón 2 ly. Nói chung con dao này là chỉ đắp những cái con dao nhỏ xíu. Nó nhỏ xíu đến nỗi như con này là dao cầu 0.5. 0.5
thì góc đường bán kính của nó là 0.25. Con dao này cũng lắp cả con dao điêu khắc. Khi lắp cái này quay đầu lắp cái này. Ví dụ như mình lắp con dao điêu khắc đi. Đây. Nghe một cái cạch. Nghe một cạch thứ hai là ok. Còn tháo sơ mi lót ra mình tháo như vậy. Thay vô thay cái này ví dụ như vậy ok.